Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ bị netizen tấn công, chuyện gì đây? Nhiều cư dân mạng đã lao vào trang cá nhân của bà xã Bùi Tiến Dũng để tấn công sau những ồn ào cách đây chưa lâu. Cách đây ít ngày, dân mạng xôn xao trước bài viết trên trang cá nhân của bà xã Bùi Tiến Dũng, Khánh Linh. Theo đó cô viết, mẹ xin lỗi vì không cho các con được cuộc sống trọn vẹn. 4 năm nay mẹ chịu đựng đủ rồi, từ giờ trở đi hãy để ba mẹ con mình yêu thương chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé. Kèm theo đó là những từ ngữ oán trách càng khiến dân tình thêm phần hoang mang. Sau đó không lâu, trung vệ Bùi Tiến Dũng có hành động phủ nhận tin đồn cơm không lành, canh không ngọt và cho biết tài khoản của bà xã bị hacker xâm nhập. Cho đến mới đây, bà xã Bùi Tiến Dũng đã quay trở lại mạng xã hội sau những ồn ào. Theo đó, Khánh Linh chia sẻ 2 bài viết có nội dung quảng cáo cho những sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bên dưới bài viết, cư dân mạng lại mỉa mai Khánh Linh vì bài đăng trước đó. Rớt nước mắt, sau pha chửi chồng có nhiều công việc quảng cáo ghê. Tốt nhất đừng làm màu quá dân người ta coi thường. Làm ăn chân chính mới bền lâu được. Chiêu trò của em xưa rồi. Cho đến hiện tại, Khánh Linh hay Bùi Tiến Dũng vẫn chưa chia sẻ gì thêm về sự cố bị hacker xâm nhập Facebook vừa qua. Bên cạnh đó, trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng bên dưới phần bình luận những bài viết, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng hay có phản hồi gì. Khi chưa rõ ngọn ngành, việc một số cư dân mạng có những bình luận tiêu cực bên dưới bài đăng của bà xã Bùi Tiến Dũng là điều hoàn toàn không nên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.